Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu với nhau về lệnh tô ở trong Photoshop. Thì lệnh tô nó nằm trong menu Edit, lệnh Fill và viết tắt của nó là Shift F5. Khi chúng ta nhấn lệnh thì nó sẽ mở ra hộp thoại như thế này. Chúng ta sổ cái phần lệnh trong content này ra, cái list này ra thì chúng ta sẽ thấy có 9 cái tùy chọn nằm ở trong này tất cả. Ở trong đó thì có 3 phần nằm ở phía trên, 3 phần nằm dưới, 3 phần nằm giữa. Và đặc biệt thì các bạn cũng sẽ nhìn thấy là có một cái lệnh đang bị mờ đi, không khả dụng vào bây giờ. Chúng ta sẽ làm quen 3 lệnh trên, 3 lệnh dưới trước bởi vì nó tương đối là đơn giản. Thì các bạn sẽ nhìn thấy trong list này gồm có foreground color, background color, color black 50% gray và white. Đấy là những cái lệnh rất là đơn giản. Quay trở lại khái niệm một chút để chúng ta giới thiệu về đây. Đây là ô foreground color. Đây là ô background color. Hiện tại trong ô này có màu gì thì nó sẽ lấy cái màu đó để nó tô vào cho cái vùng mà chúng ta lựa chọn, hoặc là vào layer mà cho chúng ta đang chọn. Đây, bây giờ chúng ta vào Edit, Fill, Shift F5 này. Foreground color đang là màu đỏ. Ok. Nó sẽ lấy màu đỏ nó tô vào layer hoặc là tô vào vùng chọn. Bây giờ tôi sử dụng lệnh background color, nó sẽ lấy màu xanh tô vào. Trong trường hợp cả màu tiền cảnh cả màu hậu cảnh này mà chúng ta đều không ưng, các bạn cũng không nhất thiết là phải đổi vào đấy, mà các bạn có thể sử dụng lệnh thứ ba nằm ở trong này, đó là color. Thì nó sẽ mở ra một hộp thoại ngay trong này cho phép các bạn chọn lại một màu khác, sau đó nhấp ok ok thêm một lần nữa, nó sẽ tô cái màu chúng ta vừa chọn vào và cũng không thay đổi, không ảnh hưởng gì tới cái màu tiền cảnh và hậu cảnh đang có ở trong cái hộp công cụ này. Thế là chúng ta đã giải quyết xong được 3 lệnh ở đầu. Tiếp theo 3 lệnh cuối thì nó cũng rất là đơn giản thôi. 3 lệnh cuối thì nó gồm có là tô đen, tô trắng và 50% xám, có nghĩa là một nửa đen một nửa trắng đó, mỗi bên chiếm 1/2 này màu xám. Như vậy là chúng ta đã làm quen xong 3 lệnh ở cụm dưới, vậy là đã 6 lệnh rồi. Bây giờ còn 3 lệnh nữa thì nó sẽ phức tạp hơn. Chúng ta sẽ cùng xem 3 lệnh ở giữa nó gồm có những cái gì. 3 lệnh ở giữa gồm có một cái gọi là container way, một cái là pattern và một cái là history. Bây giờ chúng ta sẽ làm việc với các lệnh đang khả dụng trước. Trước tiên là pattern. Pattern là nó sẽ hoạt động theo nguyên tắc là gì? Nó lấy cái mẫu tô và nó lặp đi lặp lại. Các bạn cứ hình dung cho tôi cái thao tác lát một cái sàn nhà như thế nào thì cái pattern nó sẽ như thế. Một mẫu pattern chính là hình ảnh của một viên gạch hoa. Và các bạn đặt một viên, nếu chưa kín thì các bạn lấy một viên giống hệt như thế, các bạn lại đặt bên cạnh cho tới khi nào hết một hàng. Một hàng kín rồi thì bạn lặp lại tiếp hàng thứ hai, lặp lại tiếp hàng thứ ba cho tới khi nào mà các cái viên gạch đó lát kín cái sàn thì thôi. Và viên gạch đó nó nằm ở đâu? Viên gạch đó nó nằm ở trong cái phần custom pattern này. Sổ danh sách ra bằng cách là bấm vào mũi tên này thì các bạn sẽ tìm thấy các mẫu được cung cấp ở đây. Nếu các bạn lần đầu tiên vào thì các bạn sẽ nhìn thấy cái mẫu gốc chuẩn của nó. Đây, tôi sẽ quay về cái mẫu gốc chuẩn. Đấy, nó sẽ chỉ có một vài kiểu thôi đó. Thế và tôi chọn là một kiểu nào đó thì nó sẽ lặp đi lặp lại cho tới kín thì thôi. Không ưng cái mẫu này, chuyển sang mẫu tiếp theo. Và nếu như mà toàn bộ những cái thứ được cung cấp ở đấy mà các bạn vẫn không ưng thì chúng ta sẽ tìm tới một thư viện khác. Lúc này thì sổ danh sách ra và chúng ta không ưng cái này thì các bạn sẽ làm thao tác như như tôi hướng dẫn đây. Bấm vào cái biểu tượng bánh xe răng cưa ở phía góc trên bên phải này. Nó sẽ mở ra một cái menu ngữ cảnh có rất là nhiều lệnh. Tuy nhiên các bạn chỉ cần quan tâm tới cái vạch dưới cùng này thôi. Từ cái vạch dưới cùng này đổ xuống dưới thì đấy chính là các thư viện cung cấp mẫu tô pattern cho chúng ta. Các bạn muốn lấy cái mẫu nào thì các bạn bấm vào cái mẫu đó và bằng cách như thế này,
thì nó sẽ mở cái thư viện mẫu mới ra. Tuy nhiên nó có ba tùy chọn cho các bạn, một là cancel là thôi không thay, không mở, không lấy gì nữa, thì chúng ta bấm vào đây đúng không. Nếu mà ok thì nó sẽ giấu tất cả những cái mẫu đang có đi và nó đưa những mẫu mới ở thư viện mới vào thay thế. Còn nếu như các bạn muốn giữ cả những mẫu cũ đang có đồng thời đưa thêm các mẫu mới vào thì các bạn chọn bên này. Đấy, bây giờ tôi thay thế luôn nhé. Ok, thì đây tôi đưa một cái mẫu mới vào thì chúng ta sẽ có mẫu mới. Ví dụ bây giờ tôi muốn một cái chút gì đó thiên nhiên, tôi lấy mẫu thiên nhiên đi, tôi chọn nature đó, nature button. Đấy thì tôi sẽ có một loạt các cái hoa này đó, hoa cúc này, hoa tím này. Nói tóm lại là chúng ta sẽ có. Còn nếu mà muốn gai góc hơn chẳng hạn, tôi chọn rope chẳng hạn, sổ danh sách, chọn thư viện rope button, thì bây giờ tôi lại có một lũ đá sỏi để tôi đồ. Cái này thì dùng làm cái gì? Thường button thì nó sẽ thường giúp chúng ta xử lý để làm cái nền. Đấy. Khi mà tôi muốn làm một cái thiết kế gì đó thì thường nó thuộc dạng background phía sau, nó mô tả một chất liệu nào đó, sau đó chúng ta mới đặt các thứ khác lên trên. Ví dụ tôi làm đồ gỗ chẳng hạn, tôi sẽ dùng một cái mẫu là đồ gỗ, tôi làm một pattern thường là sẽ đánh opacity cho nó mờ một chút, là sau đó thì chúng ta sẽ đặt những cái sản phẩm lên trên chẳng hạn. Đấy, ví dụ như thế. Thế thì đây là cách thứ hai, là chúng ta tức là chúng ta lấy cái thư viện mẫu mà Photoshop cho sẵn. Thế nhưng mà kể cả bây giờ tôi lấy hết tất cả các thư viện là đi thì không phải lúc nào nó cũng đáp ứng được hết yêu cầu của tôi. Vậy thì chúng ta có cách nào khác để chúng ta có được pattern ngoài những thứ Photoshop cung cấp hay không? Thì các bạn sẽ có hai phương pháp nữa. Một là các bạn tải ở trên mạng về và sau đó thì các bạn cài đặt thêm nó vào. Thì chắc là tôi sẽ không cần phải nói với các bạn về cái quy cách gọi là dùng Google gõ từ khóa như thế nào để tìm ra nó nữa đúng không? Hay là không thì đây, thì các bạn mở này, các bạn tìm lấy cái Google, các bạn gõ từ khóa thì đây tôi chỉ hướng dẫn về từ khóa thôi đúng không. Thì các bạn sử dụng cái từ Photoshop đi, Photoshop pattern đó, thì các bạn gõ đúng từ khóa thì nó sẽ liệt kê ra các cái trang mà liên quan tới cung cấp cái pattern đó, và sau đó thì các bạn tải nó về. Tải về thì có hai dạng, một là có thể dùng luôn nếu là pattern đơn, hai là nếu mà trong đấy nó có nhiều thứ thì nó thường là zip hoặc ra lại thành cái file đóng gói, thì các bạn phải ăn zip hoặc ăn ra ra để nó thành một cái file có thể sử dụng được. Sau đó thì nếu như có rồi thì chúng ta sẽ làm như thế nào. Đây lấy ví dụ, tôi có thể đưa thêm vào bằng cách như sau: edit này, fill này, vào cái này, nhưng mở hết tất cả các danh sách này ra mà tôi không ưng rồi thì tôi sẽ sử dụng lệnh load button, tải cái button đó đó. Và sau đó, sau khi mà chúng ta sử dụng lệnh thì chúng ta phải chỉ cho chương trình biết là cái mẫu button chúng ta tải về nó nằm ở đâu. Các bạn tải về thì thường là nó sẽ nằm ở cái download đúng không, hoặc là tại một thư mục nào đó mà các bạn chỉ định, thì các bạn phải chỉ được đến đúng cái chỗ đó. Ví dụ đây tôi bấm vào một cái mẫu mà tôi tải về đó, tôi đã cất giấu, tôi đã để ở trong 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 máy của tôi rồi. Bây giờ nhấn lệnh load, thế thì nó đưa vào đây, và nó đưa vào đâu? Đưa vào tất nhiên là trong Photoshop rồi, nhưng mà nó sẽ nằm ở cái thư viện hiện tại mà chúng ta đang mở, và nó sẽ nằm ở vị trí sau cùng so với những thứ mà đang có. Và đây kết quả, ví dụ mẫu vải hoặc là mẫu giấy dán tường đó, ví dụ như này, đây là cái mới này. Đấy, ví dụ cái mẫu tôi tải về là cái mẫu theo dạng này như thế. Tất nhiên là nó có còn nhiều mẫu vô cùng, tùy thuộc vào cái nhu cầu, tùy thuộc vào cái mục tiêu của bạn, là các bạn sau khi mà lên các bạn xem, các bạn chọn lấy đúng cái mẫu pattern mà phục vụ được cái yêu cầu của mình về, và sau đó thì sử dụng lệnh load. Thế còn đến lúc mà các bạn cảm thấy là không cần nữa thì các bạn lại vào lệnh fill đó, mở ra gọi lệnh, và lúc này các bạn chọn lệnh reset thì nó lại cho phép các bạn quay trở về cái ban đầu. Đấy. Thế đến đây
thì là chúng ta biết được thêm cách thứ hai. Cách thứ nhất là lấy thư viện ở trong máy, trong Photoshop cho sẵn. Cách thứ hai là chúng ta tải từ Internet về và chúng ta load nó vào trong chương trình. Và cách thứ ba là các bạn sẽ tự mình tạo ra mẫu pattern. Cách tự tạo thì các bạn sẽ làm như sau. Các bạn cần lấy cho tôi một cái ảnh nào đó. Đó. Sau khi các bạn lấy một cái ảnh ra rồi thì các bạn muốn lấy một cái pattern như thế nào thì các bạn sẽ sử dụng cái công cụ tạo vùng chọn. Các bạn vẽ ra cho một vùng chọn to hay nhỏ thì tùy vào ý đồ, tùy vào cái mục tiêu của các bạn. Sau khi mà chúng ta có vùng chọn rồi, mà lưu ý rằng là chúng ta sẽ sử dụng vùng chọn là gì? Vùng chọn là vùng hình chữ nhật. Lý do thì các bạn quay trở lại với cái khái niệm vừa rồi tôi nói, đó là giống như lát và gạch. Mà gạch thì nó chỉ có hình chữ nhật hoặc hình vuông thì nó lát với nhau nó mới kín mạch được thôi. Chứ nếu mà gạch tròn thì nó sẽ hở lỗ ra, cho nên nó sẽ không phủ kín được trong lúc tô. Do đó thì yêu cầu duy nhất đó là hình chữ nhật, còn to hay nhỏ thì tùy. Thì đến đây chúng ta có được vùng chọn rồi, chúng ta sẽ làm cái gì? Vào edit này, đây nhìn kỹ nhá, tạo vùng chọn này, vào edit này và các bạn tìm tới cho tôi cái lệnh define pattern, tạo mẫu pattern. Sau khi chúng ta nhấn lệnh define pattern sẽ có một hộp thoại pattern name hiện ra. Các bạn có thể là đặt tên cho nó, đúng không? Ví dụ tôi đặt tên là cỏ chẳng hạn, hay là grab gì hạn. Ok, thế thì nó sẽ nằm ở đâu? Nó cũng sẽ tuân theo nguyên tắc là hộp thoại nào đang mở thì nó sẽ đưa vào cái hộp thoại đó, mẫu nào đang mở nó sẽ đưa vào cuối cùng trong danh sách đang có. Và đây ví dụ tôi tô vào cái này chẳng hạn, tôi dùng cái mẫu tôi vừa tạo nhé. Đây các bạn sẽ thấy mẫu tôi vừa tạo đây. Tất nhiên thao tác về mặt kỹ thuật thì làm không hề khó, nhưng mà làm cho nó đẹp có nghĩa là chúng ta phải tính toán làm sao nó sẽ thành một cái mảng lớn, chứ nó sẽ không bị rõ cái viền ra như thế này. Và cái việc đấy thì làm cũng tương đối mất thì giờ, chúng ta phải lựa, chúng ta phải thử để làm sao cho trên dưới trái phải nó cứ nối liền được với cái ô bên cạnh một cách trơn tru nhất, ít bị phát hiện ra cái ranh giới. Đấy thì là quy tắc nó là như thế thôi. Thế thì như vậy là chúng ta biết thêm một cái phép tô là phép tô pattern. Đến đây thì chúng ta sẽ làm quen tiếp cái lệnh phía dưới nó, đó là lệnh history. History thì bây giờ chúng ta dịch ra nó thành cái gì nhỉ? Lịch sử. Tức là một cái cách nào đó chúng ta có hình dung ra là nhìn lại một cái quãng thời gian đã qua về phía, đúng không? Thế thì cái history này, nếu bây giờ tôi sử dụng lại history thì các bạn sẽ thấy cái gì? Nó quay trở về một cái trang trắng trong như thế này. Đây là tình trạng đầu tiên khi tôi mới tạo ra cái trang. Có nghĩa là lịch sử là đây là cái lịch sử lúc ghi lại là tôi mở ra một trang trắng. Và khi tôi sử dụng lệnh to history có nghĩa là bất cứ cái gì nó cũng sẽ quay trở về cái trạng thái nguyên bản ban đầu. Nguyên bản ban đầu của cái thằng này là một trang tài liệu trống trơn không có gì cả. Nếu như bây giờ tôi lấy cái này, đó, chẳng hạn như là tôi vẽ vào đây một vài cái. Đây, tôi sử dụng bút, tôi vẽ nhăng vẽ quậy vài cái vào đây. Và bây giờ tôi sử dụng lệnh edit fill history thì nó sẽ loại bỏ tất cả những cái gì tôi mới vẽ, nó trả về cho tôi, khôi phục về cho tôi nguyên dạng ban đầu. Đấy là tính năng của history. Thế nhưng mà nhìn như thế thì nó đơn giản quá. Bây giờ chúng ta sẽ nói luôn là về cái liên quan tới history. Hôm trước các bạn cũng có người hỏi tôi là bây giờ em làm sai bước này, bây giờ làm thế nào để lùi lại. Thì chúng ta sẽ có một cái phím rất quen thuộc cho người làm máy tính, đó là Ctrl Z để mà chúng ta lùi lại một bước ở trên máy tính khi chúng ta làm. Thực ra thì các chương trình hỗ trợ, có những chương trình hỗ trợ rất nhiều các bước history như thế, bước Ctrl Z như thế. Nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ thấy là nếu tôi nhấn Ctrl Z thì nó lùi lại bước, nhưng nếu Ctrl Z thêm lần nữa thì nó lại trả lại bước đó. Có nghĩa là trong Photoshop thì phím Ctrl Z đó nó sẽ nằm ở cái trạng thái như này, lặp đi lặp lại ở một điểm thôi. Đấy, còn nếu các bạn muốn làm nhiều bước thì các bạn sẽ phải nhấn thêm Ctrl Alt Z. Ctrl Alt Z thì các bạn sẽ lùi được nhiều bước. Còn nếu lùi quá rồi, các bạn muốn dịch ngược lại thì các bạn Ctrl Shift Z thì nó lại vòng ngược trở lại. Thế thì cái trạng thái này nó được lưu trữ ở đâu để mà nó có cho phép các bạn
quay đi quay lại các bước đã làm thì nó sẽ lưu trạng thái ở trong RAM máy tính, lưu tạm ở trong RAM máy tính. Và các bạn cũng biết là cái cấu trúc của một bức ảnh nó cũng sẽ khác với lại những tài liệu khác, đó là nó quản lý theo số lượng pixel có ở trong một bức ảnh và mỗi pixel nó có màu gì. Do đó thì để lưu giữ được một trạng thái của một một cái bước undo hoặc redo như thế, nó sẽ phải tốn kha khá cái dung lượng RAM để nó lưu giữ lại. Thì Photoshop nó cho chúng ta undo hoặc redo được trong vòng 20 bước. Nó giới hạn như thế thôi, để tránh cái tình trạng là nhớ nhiều quá và hết cả RAM để chạy chương trình. Thế thì bây giờ cái thao tác mà history hay là undo redo đấy thì nó sẽ giúp chúng ta giải quyết được cái vấn đề gì, là bước nào không ưng thì chúng ta bỏ đi, đúng không? Nhưng ở đây nó lại xuất hiện một cái vấn đề tương đối khó chịu, là không phải lúc nào chúng ta cũng xác định được ngay cái bước chúng ta làm sai hoặc cái bước chúng ta không ưng. Tôi lấy ví dụ như chúng ta làm được khoảng 5 bước, 7 bước. Thế nhưng mà có khi là tôi lại muốn xóa bỏ đến cái bước mà tôi làm ở thứ hai. Thế thì rõ ràng để xóa đến bước thứ hai, tôi cứ phải tuần tự như tiến, tôi lùi cho đến khi nào xóa được bước thứ hai, có nghĩa là tôi chỉ còn lại bước đầu tiên thôi. Như thế thì rất dở. Có khi là vì chỉ một thao tác nào đó, một bước nào đó chúng ta không ưng, thì chúng ta phải undo, chúng ta bỏ đi rất nhiều các bước khác về sau mà chúng ta làm, nó cũng tương đối tốt. Thế thì đấy là cái điểm rất dở theo cái cách mà history theo kiểu tuần tự như tiến. Vậy thì chúng ta sẽ giải quyết cái vấn đề này như thế nào? Ví dụ tôi vạch ra đến 10 cái vạch này, bây giờ tôi muốn bỏ cái vạch thứ 7, thứ 6 đi thôi, thì làm thế nào để tôi bỏ cái vạch đó mà không ảnh hưởng đến các vạch khác? Ví dụ thế. Hay là nói rộng ra là thao tác thứ 7 bỏ đi mà tôi không ảnh hưởng tới thao tác sau nó là 8, 9, 10 chẳng hạn. Thế thì bây giờ chúng ta mở một cái cửa sổ như thế này. Vào trong Windows, các bạn tìm cho tôi tới cái lệnh history, chính là cái nơi mà chứa cái thao tác, trình bày cái thao tác mà chúng ta đã từng làm. Đây, các bạn quan sát. Vừa nãy các bạn nhìn thấy tôi sử dụng bút, tôi vẽ vào cái vạch đây. Thì đây, mỗi cái vạch như thế này thì nó được lưu giữ thành một bước ở trong cửa sổ history. Và nếu như bây giờ tôi cứ bấm vào, đây các bạn quan sát, tôi bấm vào từng bước một thì các bạn sẽ nhìn thấy rất rõ là từng bước này nó có cái gì, đúng không? Thế đây chính là cái thao tác mà chúng ta sẽ nhận được khi mà chúng ta nhấn Ctrl Alt Z, hoặc nếu mà tiến lên thì sẽ tương ứng với lại Ctrl Shift Z. Thế thì bây giờ nó có một cái vấn đề mà chúng ta đã nêu, đó là tôi không muốn bỏ đi một cái thao tác nào đó mà nó ảnh hưởng tới các thao tác khác. Đây, chúng ta dùng số đi cho nó dễ nhé. 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ví dụ tôi làm 9 bước, bây giờ tôi muốn bỏ bước thứ 5. Đó, thì tôi sẽ giải quyết không phải là bằng cách cái lấy cái history này, mà tôi lại lùi cho tới khi nào mà bỏ con số 5. Bởi vì bỏ con số 5 này thì chắc chắn 9, 8, 7, 6 này là mất theo. Vậy thì tôi sẽ sử dụng lệnh fill history, có nghĩa là tôi vẽ cái vùng chọn bao xung quanh cái vùng tôi muốn xử lý. Sau đó thì tôi sẽ sử dụng lệnh fill history, nó sẽ chỉ xử lý trong khu vực này thôi và giả cho chúng ta về cái tình trạng nguyên bản ban đầu, nhưng nó không đụng đến các bước 6, 7, 8, 9 này. Đấy, nó hay hơn là ở cái chỗ là lệnh Ctrl Alt Z. Lệnh Ctrl Alt Z thì không giữ được các bước 8, 9, 10, 8, 9, 7, 6, mà nó sẽ một mạch xóa cho đến khi nào không còn bước 5 thì thôi. Chúng ta sẽ mất rất nhiều thao tác, nhưng với history này thì chúng ta giải quyết được là cô lập, giải quyết xử lý một cái vùng nhỏ nào đó trong cái phạm vi vùng chọn. Và đôi khi nó còn ở cái mức độ như thế này nữa, các bạn quan sát đây nhé. Tôi sẽ tạo thêm một vài cái bước tô nữa. Chúng ta nhắc lại luôn cái lệnh tô pattern vừa nãy đi. Pattern này, 1 2 3. Ví dụ tôi tô 3 lần rồi, sau đó thì tôi mới
vẽ, tôi mới viết các số vào đây. Ví dụ bây giờ tôi muốn xử lý thằng 5 này. Đó. Thì chúng ta có mấy cách này. Edit fill history. Thì các bạn sẽ thấy rằng là nó xử lý được, nó không làm mất những thằng này, nhưng mà nó lại đưa tôi về cái trạng thái là cỏ gốc cơ, chứ không phải cái cỏ pattern mà tôi làm. Đấy. Bây giờ muốn xử lý đến đâu thì chúng ta sẽ lựa chọn trong cái cửa sổ này, các bạn muốn nó đưa về trạng thái ở cái thời điểm nào thì các bạn có thể làm được cái chuyện đó. Đó là nếu như tôi đánh dấu đến đây chẳng hạn, và tôi tô history. Edit fill. Có thấy không ạ? Nó xóa cái chữ số 5 mà tôi vẽ vào đây, nhưng mà nó không trả về cái cỏ gốc ban đầu mà nó trả về cái cỏ pattern của tôi. Thì các bạn sẽ nhìn thấy rõ là chúng ta có quyền đánh dấu vào thời điểm nào, trong từng này bước muốn lui về cái history nào. Tại vì nó có từng thời điểm mặc định của chương trình là coi như về bước đầu tiên. Bước đầu tiên thì gồm có hai trạng thái, một là một cái ảnh mà đã lưu rồi được mở ra đấy, và hai là một tài liệu vừa mới được tạo ra. Nó sẽ đưa luôn luôn về một trong hai trạng thái đó. Thế nhưng bây giờ tôi lại muốn rằng nó lui về, nhưng mà lui về một thời điểm mà tôi chỉ định cơ, chứ không phải lui về tận cái tận cùng đấy. Thì các bạn có thể sử dụng cái này. Thế đây là một cái cách rất là hay. Nhưng mà hay thì nó vẫn còn tồn tại một vấn đề nữa. Như tôi đã nói là chúng ta chỉ có 20 bước thôi. Vậy thì sẽ có gì xảy ra nếu tôi làm quá 20 bước? Tôi làm đến bước thứ 21, bước thứ 1 không tồn tại nữa. Tôi làm đến bước thứ 25 thì 5 bước đầu tiên không còn tồn tại nữa. Và như vậy thì các bạn sẽ gặp phải một cái rất đau đầu như sau. Chúng ta làm thiết kế thì chúng ta thường là sẽ không bao giờ hài lòng với cái mà mình đang có trong tay. Có thể là các bạn làm đến một mức độ nào đó rồi, nhìn ngắm một hồi các bạn bảo ở trông cũng được được rồi đấy, có vẻ được rồi đấy. Nhưng mà ít khi nào các bạn sẽ dừng ở cái vừa đánh giá đừng được đấy, mà các bạn sẽ lại loay hoay và thôi thử thêm một tí nữa xem có khá hơn không. Và đấy chính là cái chết. Chúng ta chỉ có 20 bước thôi, nhưng mà mải làm thì chỉ một chốc thôi là nó sẽ quá 20 bước đó. Và đến lúc sau nếu may ra thì chúng ta đưa ra được một phương án tốt hơn, hoặc là cũng tương tự như thế, có thể chấp nhận được. Nhưng sẽ là tai họa nếu như chúng ta sau quá 20 bước đó tìm tòi mà không tìm được cái gì cả, mà còn nát bét hơn cái phương án mà vừa nãy chúng ta đã định dừng. Thì lúc đấy các bạn sẽ cuống cuồng, các bạn Ctrl Alt Z, các bạn undo, nhưng các bạn sẽ không làm sao undo về được cái thời điểm mà các bạn cảm thấy hài lòng nữa. Bởi vì nó chỉ cho chúng ta 20 bước thôi. Quá 20 bước là nó tự xử lý những cái bước trước, nó bỏ đi. Thế thì có cách nào để mà tránh được cái chuyện đó không? Thì Photoshop nó cũng đã đưa ra một cái phương pháp khác cho các bạn như sau. Các bạn nhìn xuống dưới đáy hộp History này thì các bạn thấy có hai biểu tượng. Một biểu tượng là hình cái máy ảnh, và một biểu tượng là cái tài liệu có dấu cộng. Thế thì 20 bước nhé, 20 bước mà các bạn thấy ở dưới này thì nó có thể luân chuyển, nó có thể thay đổi liên tục. Nhưng cái bước này có thay đổi không? Không thay đổi. Đây là cái bước gốc. Và chúng ta có thể tạo ra thêm một vài cái bước gốc như thế bằng cái nút này. Bằng cách là bấm vào đây thì các bạn sẽ tạo ra một cái nó gọi là snapshot, hay là một cái cú chụp nhanh để ghi lại một khoảnh khắc. Đây, bấm vào đây. Ví dụ tôi vẽ lại này nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, 20 bước rồi. Nếu như bây giờ tôi làm thêm một bước nữa, có nghĩa là tôi không thể lùi lại một trong các bước tôi vừa mới làm. Bây giờ tôi lưu lại nó. Tôi sẽ vào History này và tôi bấm vào đây. Vậy là tôi có một bước. Bước này tôi toàn bộ là dùng các nét đỏ vẽ. Bây giờ tôi lại thử nghiệm. Tôi lại dùng nét xanh. Đó, à thôi, lấy màu khác đi cho nó dễ nhìn. Màu xanh này đi. Bây giờ sẽ tiếp 20 bước xanh nữa, đúng không?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Thêm 20 bức xanh. Tôi lại chụp snapshot lại một lần nữa. Thế thì bây giờ đây các bạn thấy khi tôi lui lui lại kiểu gì thì tôi cũng chỉ lui lại được đến đến mức độ gì đây nhỉ? Nó cung cấp đến đây là hết. Đấy. Lui nữa có được không? Không, nhưng mà tôi vẫn có thể là lui về cái thời điểm nó chỉ hoàn toàn hết đỏ bằng cách là tôi bấm vào cái snapshot, cái lưu trạng thái đó. Thế thì các bạn hãy nhớ giúp tôi là khi mà đang hăng tiết lên ấy thì thỉnh thoảng vẫn phải tỉnh táo một tí, tức là đến lúc nào mà chúng ta cảm thấy là cũng bắt đầu thấy vừa vừa mắt rồi đấy thì khôn ra thì nên chụp lại một cái trạng thái như thế này, để nếu như mà các bạn mà tìm tòi thêm mà nó không hơn được nữa thì chúng ta vẫn còn có thể quay trở về được cái thời điểm mà chúng ta tạm cảm thấy ưng. Thực ra thì thường là như thế đấy, thường là đến lúc nào chúng ta dùng cảm giác thôi, không cần phải phân tích nhiều đấy. Cảm thấy nếu mà các bạn đã cảm thấy ưng thì nên bao giờ cũng nên chụp lại một cái, không phải lúc nào tìm thêm cũng hơn được cái đang có đâu. Đúng rồi đấy, thì chúng ta nên làm như thế để đảm bảo rằng là cái thành quả làm việc của chúng ta nó không bị mất đi. Tất nhiên các bạn cũng có thể chọn một phương án khác. Phương án khác là gì? Phương án khác là dùng cái này, tức là trường hợp này thì nó vẫn lưu lại nhiều trạng thái ở trong chính cái tài liệu chúng ta đang mở. Còn trường hợp này là gì? Khi tôi bấm vào đây, nó sẽ tạo ra một tài liệu khác không liên quan đến tài liệu này nữa, một tài liệu rời hoàn toàn bên này. Tất nhiên nó không có layer, nó không gì cả, nó chỉ tạo ra cho các bạn một cái trạng thái đã được xuất ra thành một cái tài liệu, một layer thôi. Nhưng ít nhất với cái này thì cũng đỡ được cảnh trắng tay, nếu như mà chúng ta làm quá thì chúng ta không lùi lại được. Đó. Thì đấy là chúng ta có hai cách. Đấy. Hoặc không thì các bạn còn có một cách thứ ba nữa. Cách thứ ba là can thiệp vào hệ thống để các bạn tăng cái số lượng lần undo redo lên. Tuy nhiên cái này thì nó phụ thuộc vào cái độ mạnh của máy các bạn. Tại sao nó lại chỉ đưa ra được 20 bước thôi, theo mặc định thôi? Tại vì nó cũng tính toán là với 20 bước đấy thì nó sẽ chiếm độ khoảng bao nhiêu phần trăm RAM rồi, và nếu như thêm nữa thì nó sẽ cứ chậm dần do nó chiếm dụng nhiều RAM quá. Tuy nhiên nếu như mà bây giờ máy của các bạn bắt đầu là chạy nền tảng 64 bit và cái số lượng RAM nó có thể cắm được nhiều, đúng không? Trước đây thì nền tảng 32 thì nó nhận tối đa là chỉ được 4GB RAM thôi, không hơn được nữa. Đấy. Thế nhưng bây giờ chúng ta chạy nền tảng 64 với các hệ điều hành mới, chúng ta có thể cắm lên 1632, thậm chí là 64GB. Ví dụ như thế, một số máy là nó cho phép cắm nhiều như thế thì các bạn có thể tăng lên. Tăng bước lên thì các bạn tăng ở đâu? Đây, các bạn vào Edit, vào Preference, hoặc là nhấn nhanh là Ctrl K đi, General Ctrl K. Đấy. Khi các bạn nhấn vào đây thì nó mở ra cho các bạn một hộp thoại để các bạn can thiệp vào các cái bước thao tác ở trong Photoshop, tức là nó mang tính nền tảng đấy. Thì các bạn tìm cái gì? Các bạn tìm cái này cho tôi. Nó là cái phần đây, nó nằm ở trong performance, nó ở danh sách bên phía trái. Thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó sẽ thông báo là lượng RAM khả dụng của máy các bạn đang có bao nhiêu, dùng cho Photoshop đang là bao nhiêu. Đấy, các bạn có thể là thứ nhất là tăng thêm RAM dành cho Photoshop bằng cách là kéo nó sang bên phía bên này, nhưng mà giới hạn thôi nhé, đừng có kéo hết cho Photoshop rồi các phần khác hay chính Win nó cũng sẽ bị tranh chấp. Đấy, các bạn có thể là kéo tốt nhất là độ khoảng 75 trở xuống thôi, đừng kéo hơn nữa thì nó sẽ hài hòa giữa cái chương trình đang chạy với các chương trình khác. Thế còn đây này, cái mà tôi nói chính là cái history state này, thì mặc định của chương trình nó để cho các bạn là 20 bước. Nếu mà RAM các bạn mà máy khủng ấy thì các bạn có thể tăng lên thành 40-50 bước cũng được. Nếu như mà trường hợp các bạn có độ khoảng 16GB thì các bạn có thể tăng lên thêm được. Đấy. Thì đấy cũng là một phương pháp. Như vậy là chúng ta biết thêm một cái vấn đề là cái vấn đề history. Và cuối cùng, bây giờ chúng ta quay trở về cái lệnh ẩn vừa nãy.
Nào, bây giờ chúng ta quay về cái lệnh ẩn nạp. Lệnh ẩn là lệnh nào? Lệnh ẩn là lệnh edit fin. Sổ danh sách này ra các bạn nhìn thấy có một lệnh là content away và nó bị mờ đi, chúng ta không sử dụng được. Thế thì vì sao? Vì lệnh này là một lệnh có điều kiện. Điều kiện là gì? Điều kiện là phải có một vùng chọn thì lệnh này mới chạy được. Thế nó sinh ra để làm gì? Nó sinh ra để giúp các bạn xử lý một cái vùng nào đó, loại bỏ một cái đối tượng nào đó, loại bỏ một cái phần không mong muốn nào đó, loại bỏ một cái lỗi nhỏ nào đó trong bức ảnh đi, một cách nhanh nhất, dễ nhất. Thế bây giờ chúng ta xem thử. Tôi lấy ví dụ là đây là cái thảm cỏ đúng không? Tôi không muốn có cái quả bóng có gôn này ở trong cái bức ảnh này nữa. Thế bây giờ tôi sẽ xử lý bằng cách như thế nào? Tôi sẽ vẽ một cái vùng chọn bao xung quanh cái có gôn này đấy. Và bây giờ tôi sử dụng lệnh gì? Tôi sử dụng lệnh tô fill content away. Lúc bức ảnh có xuất hiện cái vùng chọn thì cái lệnh này bắt đầu khả dụng và tôi chọn content away, nhấp ok. Chúng ta cùng xem kết quả nhé. Có gồm biến mất, không còn thấy dấu vết gì nữa. Nó làm như thế nào? Nó sử dụng một cái logic là như thế này. Tức là một cái đối tượng mà muốn xóa đi thì như thế là nó sẽ rời cái đó đi và nó phải bù lại những cái mà vốn có trong cái môi trường cái đối tượng này đang đứng. Ví dụ ở thảm cỏ này chẳng hạn, thì nó sẽ lấy một ít cỏ bên phải, một ít cỏ bên trái, một ít cỏ dưới, một ít cỏ trên, nó lấp 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 vào cho đến khi mà kín được cái vùng chọn đó. Thế thì với cái cách như thế này, tức là nó lựa chọn thông minh bốn phía xung quanh, mỗi phía nó lấy vào một tí để nó bù vào, và bằng cách như thế thì nó giúp chúng ta lấp rất nhanh một cái khu vực. Tất nhiên chẳng có cái gì mà nó hoàn hảo đến mức độ 100% cả. Đó. Vẫn có những trường hợp nó khó. Trường hợp này dễ không? Dễ, tại vì một thảm cỏ nó không ai đi đếm từng một sợi cỏ để nói rằng sợi này đúng hay sợi kia sai. Nhưng nếu như các bạn gặp phải cái trường hợp mà nó có những cái thứ mà có thể làm mốc, có thể làm dấu, hoặc là có những cái thứ vật chất mà khác, ví dụ đây là cỏ nhưng bên cạnh nó lại có một xúc gỗ chẳng hạn, thì đôi khi nó lại lấy cái chất gỗ nó vào thì nó không đúng. Thế cho nên là những cái trường hợp mà dễ là gì? Đồng nhất về mặt môi trường đó, và cái thứ môi trường đó là cái thứ vô thưởng vô phạt. Ví dụ một đám mây ở trên trời, một dòng sông, một rừng cây, một vạt cỏ, đấy là những thứ mà vô định hình, không ai chỉ ra nó phải thế nọ hay phải thế kia. Những trường hợp như thế thì dễ vô cùng, muốn làm thì chỉ một thao tác là xong. Còn những trường hợp khác thì các bạn cần phải cẩn thận xử lý từng tí. Đây chúng ta thử xem, ví dụ ngay kể cả một thứ to hơn mà có hình hơn một tí nhé. Ví dụ đây, cái ảnh này vừa lại, tôi muốn xóa bỏ cái thuyền này đi được không? Cũng được, mặc dù cái thuyền nó to hơn rất nhiều. Đó, đây, edit fin content away, mất. Đó, thế khi mà các bạn chụp thì có phải là lúc nào nó cũng hoàn hảo giống như là một cuộc chụp sản phẩm ở trong văn phòng đâu, đúng không? Bố trí sản phẩm này, đèn đóm này, ánh sáng này, rồi các thứ. Thế nhưng mà chúng ta đi chụp ở ngoài đôi khi là nó chỉ mang tính khoảnh khắc thôi. Thấy một cái gì đó lập tức là phải giơ máy ra chụp ngay, và sẽ có rất nhiều thứ mà chúng ta không mong muốn bị chui vào trong ống kính đó, trong bố cục đó. Và đây là một cái phương tiện rất tốt để giúp cho các bạn có thể là xử lý, loại bỏ bớt những cái đối tượng không mong muốn nó vô tội vạ, nó chui vào trong cái ảnh của chúng ta. Đấy, đây là cái khung cảnh nhé. Ví dụ bây giờ người được không? Đây chúng ta xem thử. Tôi mở thử một cái khác. Đây, chúng ta xử một cái trường hợp khác. Cô này có một cái nốt ruồi đúng không? Bây giờ chúng ta thẩm mỹ viện một tí nhá, khỏi phải đi cắt tường. Edit fin. Đó. Đẹp mịn mà không khô da ngay. Thế thì với cái cách như thế này, chúng ta dập xóa những cái chi tiết hoặc là loại bỏ những cái đối tượng không mong muốn ra. Tất nhiên các bạn sẽ phải lưu ý. Đây tôi tìm thử một cái trường hợp khác mà nó gây khó nhé. Đây, trường hợp này thì vẫn là dễ này.
Trường hợp này vẫn cực dễ, chúng ta có thể là xóa luôn cô này ra khỏi cánh đồng lúa luôn. Tại vì dù sao đi nữa thì cái cánh đồng lúa này cũng vẫn là vô thưởng vô phạt. Đó, mất. Bây giờ tìm một cái ảnh khác. Này, thử xem trường hợp này bắt đầu khó hơn một tí rồi. Ví dụ tôi muốn bỏ cái cây này đi xem có được không nha. Đấy. Có những trường hợp thì nó rất là diệu, làm một cái là xong, nhưng cũng có những trường hợp thì do xung quanh nó chứa nhiều màu sắc hoặc là những chất liệu mà nó không đồng bộ ấy, thì cũng sẽ dẫn tới những trường hợp là nó không hoàn hảo. Đây vẫn còn tạm tạm đúng không, vẫn tạm tạm, nó không bị lấy quá nhiều ra đấy. Nhưng mà ví dụ các bạn cứ hình dung thử chụp một cái gì đó mà chéo chéo, có cái tính chất mà phối cảnh về đằng sau, hoặc là có nền gạch hoặc là nền sàn gỗ này chẳng hạn, nó có cái độ méo, có độ hút vào theo cái hướng phối cảnh ấy, những cái chuyện đấy thì kinh khủng luôn, lệnh này không làm được. Lúc đó thì chúng ta sẽ lại phải dùng những cái thứ cao cấp hơn nữa và sâu hơn nữa thì chúng ta mới xử lý, còn lại tô thông thường không giải quyết được đấy. Thế thì hôm nay là chúng ta làm quen thêm được các cái lệnh tô. Nhưng quay trở lại đây, chúng ta lại nói thêm một tí mẹo. Vừa nãy chúng ta có nói về lệnh tô thì nó có mấy cái này nhé, đó là lệnh tô foreground, tô màu tiền cảnh, tô màu hậu cảnh. Thế tất nhiên là tô thì phải vào lệnh này thôi đúng không, nhưng mà sẽ có một số phương pháp mà tô tắt thì chúng ta sẽ làm như sau. Ví dụ như là các bạn sử dụng Alt Delete hoặc là Control Delete đấy, thì có thể là tô màu tiền cảnh hoặc hậu cảnh đấy. Nhưng mà không phải lúc nào nó cũng trơn tru nhá, cũng có những cái lúc mà nó sẽ bị sung lệnh. Thường là cái Alt Delete này sẽ bị sung đấy, nó lại thành ra là Control Delete thì ít bị hơn, còn thông thường thì đấy, Alt Delete sẽ là tô màu tiền cảnh, Control Delete sẽ là thành màu hậu cảnh, thì chúng ta không phải mở ra mất nhiều thời giờ nhấn lệnh nữa. Thế còn đen và trắng thì sao? Đen và trắng thì đây, mặc định của chương trình thì màu tiền cảnh là đen, màu hậu cảnh là trắng. Thế để trả về mặc định thì chúng ta sẽ nhấn phím D. Khi tôi nhấn phím D trên bàn phím, bất kể là hộp màu đang là cái gì, nó sẽ trả về tình trạng nguyên thủy của nó là đen ở trên, trắng ở dưới. Và bây giờ lại sử dụng cái phím lệnh là Control Delete và Alt Delete để tô. Thế và chúng ta còn có thêm một cái hoán đổi nữa, đó là cái phím hoán đổi này, mũi tên hai đầu này các bạn nhìn này, bấm vào đây thì nó chuyển đổi giữa ô màu tiền cảnh và hậu cảnh, chuyển chỗ cho nhau, swap chuyển chỗ cho nhau. Và các bạn có phím tắt là phím X để cho chuyển đổi như thế. Thế thì như vậy là chúng ta có thể là rất nhanh chúng ta giải quyết được mấy cái lệnh tô, tô màu tiền cảnh, tô màu hậu cảnh, tô đen, tô trắng. Thì đấy là mấy cái phím mà Control Delete và Alt Delete có thể là giúp các bạn tô nhanh mà không cần phải truy nhập vào sâu. Thế còn đen trắng thì các bạn nhớ nhấn phím D. Đấy. Còn bị vướng cái chuyện là phím tắt mà nó không xử lý được Alt Delete mà không nhận lệnh thì các bạn làm sao? Nhấn phím X để các bạn chuyển chỗ giữa hai cái màu tiền cảnh hậu cảnh, và các bạn lại sử dụng cái phím lệnh Control Delete là thay cho Alt Delete để mà tô cái màu hậu cảnh đấy.
Thì đấy là những cái thao tác mà các bạn cần nắm được khi mà các bạn tô màu ở trong cái bức ảnh của mình.